Xin chào các bạn đã tiếp tục đến với channel của Đình Phòng. Và hôm nay là một chủ đề về tác phẩm Thiên Long Bát Bộ Hài do mình chấp bút. Như các bạn đã biết trong phần 2 này, Đình Phong từng nhắc đến ba chữ Tàng Long Phổ. Trong đó có liệt ra 7 người được gọi là thất nhân bất khả phạm. Tương truyền rằng khi xưa có một cao thủ ẩn danh, không rõ danh tính, chỉ biết là y ngoại hiệu Phiên Giang Thiết Khiếu Tử. Con người này si mê võ học, đã đi khắp thiên hạ, tiếp xúc tỉ đấu với rất nhiều giang hồ nghĩa sĩ, từ đó tổng kết, đúc rút lại thành một bảng xếp hạng. Tại thời điểm làm video, Đình Phong không bật mí hết toàn bộ 7 người trong phổ. Tuy nhiên, khi phát sóng Thiên Long 2 đến tập này, tập 139, thì đã xuất hiện 5 người. Người đầu tiên chính là Mộc Vô Huyết, xuất thân trong Lưỡng Chu Tam Sát, skill phá huyết thần công và là hậu duệ đích truyền của Mi Sơn Động Chúa Định Thần Châu. Hắn xếp ở vị trí thứ 7. Người đứng thứ 6 là Thượng Y Chiến Hòa, đường chủ của Thượng Y Đường, với thần kỵ Bát Đạo Vô Cực. Người thứ 5 hiện tại chưa xuất hiện. Người đứng thứ 4 là Bạch Đề Chấn, cung chủ của Ngân Cung Bảo Giám, tuyệt học Thiên Giám Thần Công và Thái Âm Minh Hạ. Người thứ 3 chưa xuất hiện. Người thứ 2 là Hư Trúc Tử cùng Linh Thiếu, tuyệt học Thiên Sơn Lục Dương Trưởng và Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cùng Tiểu Vô Tướng Công. Người đứng đầu trong Tàng Long Phổ đó là Nhật Phá Kinh Thiên Chiếu Quan Đường, đích truyền của Cái Thế Vô Địch Minh Chiếu Gia, sở học Thập Tam Âm Dương Kinh Lược Trưởng. Có lẽ sẽ có rất nhiều bạn khi đọc tác phẩm Thiên Long 2 thắc mắc rằng tại sao Đoàn Dự và Hỏa Minh Quyết lại không có mặt trong phổ Tàng Long. Hai con người này có thực lực rất hùng mạnh, thậm chí Mộc Vô Huyết và Thượng Y Chiến Hòa cũng khó sánh bằng. Thực ra Đình Phong có lý do để không liệt Dự cùng Quyết vào phổ. Đầu tiên mình xin phân tích về Đoàn Dự trước. Như các bạn đã biết tại phần 1, Đoàn Dự vốn là thế tử của nước Đại Lý. Sau khi Đoàn Chính Minh xuất gia đi tù và Đoàn Chính Thuần tự sát tại Mạ Đà Sơn Trang, thì ngôi vương nghiễm nhiên thuộc về anh cả. Có một lý do khác cũng khá hợp tình hợp lý, đó là Đoàn Dự vốn là dòng dõi đích truyền của Thái tử Đoàn Diên Khánh. Việc ngôi báu trở về chủ cũ có lẽ là điều mà nhà văn Kim Dung mong muốn. Đại Lý tuy là một nước nhỏ nhưng vốn không thuộc võ lâm Trung Nguyên, mà Tàng Long Phổ là bảng xếp hạng 7 cao thủ từng đi lại trong Trung Nguyên. Chẳng phải Đoàn Dự cũng là một thí sinh khá miễn cưỡng? Tại sao lại gọi là khá miễn cưỡng? Lý do là bởi người là Phổ, tức Phiên Giang Thiết Khiếu Tử, lập ra khoảng 9 năm trước. Đó là thời điểm sau khi kết thúc phần 1 được 9 năm và trước khi bắt đầu phần 2 cũng quãng thời gian đó. Vì Tiêu Phong tái xuất giang hồ sau 18 năm ngã vực Nhạn Môn. Như vậy thì lúc Thiết Khiếu Tử là Phổ, Đoàn Dự đã là quân vương Đại Lý khá lâu rồi. Việc nhà vua vi hành, chu du thiên hạ không phải là không có, nhưng đó là thời gian vi hành chứ không phải thời gian hành tẩu như các nhân sĩ võ lâm khác. Việc tỉ thí đụng độ với hào kiệt gần như là không có. Đoàn Dự ở ngôi cao còn phải lo trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà đi đánh quái tăng le vở. Do đó để tiếng tăm lọt tới Thiết Khiếu Tử khá khó xảy ra. Thêm nữa anh gà vốn người hiền lành, thiện theo đạo Phật, tuy sở hữu võ công kinh người nhưng cũng chả ham đánh nhau, nên để được đặt cho ngoại hiệu là kỳ nhân bất khả phạm, e rằng hơi lố. Người thứ hai là Hỏa Minh Quyết. Quyết vốn chưa xuất hiện nhiều, ngoại trừ lần giải cứu Phó Cử Uyên khỏi cái bàn. Lão ta võ lực rất cao, lại là bang chủ Du Vân Bang, sống ở đất Trung Nguyên. Tại sao lúc Thiết Khiếu Tử là Phổ lại không để tên lão? Có một lý do hết sức quan trọng, đó là Hỏa Minh Quyết đang che giấu thực lực. Không phải là lão cố tình, mà là do bị động. Lão sợ một người. Để các bạn hiểu rõ nội tình hơn, Đình Phong xin nhắc lại một đoạn trích trong Thiên Long Tiền Truyện. Chuyện như sau: cách đây hàng trăm năm trước, có hai đạo nhân bản lĩnh cực kỳ cao siêu. Họ đã dành cả đời để thi thố với nhau tới bất phần được thua. Về sau một người nảy ra ý kiến, ai gom được nhiều thần công trí cao hơn sẽ là người chiến thắng. Sau vài năm ròng rã, cuối cùng họ đã thu tổng cộng được 6 môn, đem lên đỉnh Thiên Tử Sơn cất giữ. Bấy giờ thắng bại mới định.
Có điều vì tuổi cao họ đã tạ thế trên đó. Về sau Lục Đại Bí Kíp lưu lạc giang hồ, đến thời của Vấn Thanh Đại Sư, một vị tăng nhân tài năng có tiếng của chùa Thiếu Lâm đã thu thập đủ hết 6 món. Tin ấy không hiểu tại sao bị lọt ra ngoài, khiến tiền nhân của bốn nhà là Kinh, Hỏa, Mạnh, Lỗ dẫn đầu 18 cao thủ toàn lọt vào tàng kinh các mưu đoạt. Những cuộc ác đấu dữ dội đã diễn ra, 18 kẻ chỉ còn 5 sống sót chạy thoát. Trong số đó có Hỏa Minh Ngạo Kiến, y khôn hơn cả, đã tách tốt và rút đi từ bao giờ. Từ đó về sau, người ta không còn thấy Hỏa Minh Ngạo Kiến xuất hiện nữa. Bí kíp y đoạt được là Đại Nhật Như Lai. Có điều trong lúc giằng co, 1/3 cuốn sách vẫn còn lại ở trong chùa. Phần sách của Kiến giành được là 5 chiêu cuối cùng. Chỉ đáng tiếc thần công Phật môn chính tông đâu dễ gì thành tựu. Đại Nhật Như Lai cần một thứ nội lực siêu đẳng chấn nhiếp tinh thần. Và lại kẻ nào tâm không hướng Phật, áp dụng công vô ích. Hỏa Minh Ngạo Kiến vẫn không đủ thông tuệ để hiểu ra vấn đề, cứ lao đầu vào tu luyện, cuối cùng tàu hỏa nhập ma mà chết. Đến đời phụ thân của Hỏa Minh Quyết cũng đi vào vết xe đổ này. Quyết là đời thứ 3, y có chút may mắn hơn. Nhưng mậu xưng bá võ lâm làm lão không giữ được mình. Sau khi lấy vợ sinh con, đến năm 35 tuổi, lão bắt đầu tu luyện. Hỏa Minh Quyết nhờ kỳ duyên xét đánh không chết mà luyện được Đại Nhật Như Lai. Tính đến thời điểm này, trong 5 chiêu của thần công Phật môn tối thượng, lão đã thành tựu 4, chỉ thiếu thức thứ 7 là trọn bộ. Hỏa Minh Quyết tuy thực lực rất cao thầm, nhưng lão chưa dám ló mặt vì một người. Người đó chính là Kình Vương Lộ. Vì nguyên do này, lão không được liệt vào trong tàng Long Phổ. Chả là sau sự biến tàng kinh thập bát, Kinh gia đã sở hữu cho mình một thần công Phật môn khác là Vô Lượng Liên Hòa. Dưới gầm trời, Vô Lượng và Đại Nhật đã đạt tới một sức mạnh vượt hẳn các công phu khác. Chúng là những đối trọng bất cộng đại thiên. Rõ ràng nếu không có sự xuất hiện của Tam Hộ Nhân Gian thì không ai có thể chống lại được bộ đôi thần công này. Kinh Vương Lộ vốn là cáo già, chẳng những lão đang tăm tia hành động của Vạn Trùng Thiên, tức Vô Danh Thần Tăng, mà còn quan sát truyền nhân của Hỏa Minh Ngạo Kiến năm xưa. Chỉ cần biết Hỏa Minh Quyết đã luyện được Đại Nhật Như Lai, chắc chắn lão sẽ xuất thủ khiến Hỏa Minh Quyết chết không kịp ngáp. Nếu Quyết muốn xưng hùng cùng ông cháu Kinh Vương Lộ, điều kiện cần là lão phải đại thành thức thứ 7, tức thức cuối cùng của Đại Nhật Như Lai, mang tên Kinh Vô Ngã Tướng. Còn hiện tại, thực lực của Du Vân Bang không thể nào sánh nổi với Kinh Phong Tràng, hở ra là bị bóp chết ngay. Thứ duy nhất giúp lão níu lại hy vọng đó chính là Phó Cửu Uyên. Đây là một con cờ cực kỳ quan trọng đối với lão. Thế nên bằng mọi giá, Phó Cửu Uyên sẽ phải sống và sống ngày càng mạnh mẽ. Liệu cuộc ẩn mình che đậy cho thời cơ của Hỏa Minh Quyết có thành công hay không, chúng ta sẽ phải chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong tác phẩm đậm chất võ hiệp mang tên Thiên Long Bát Bộ phần 2. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.